Những con số biết nói khiến chúng ta không thể thờ ơ. Theo Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế, tính từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 5 năm 2020, toàn quốc đã ghi nhận 48 vụ ngộ độc thực phẩm, hơn 870 người mắc bệnh, 824 người nhập viện điều trị, 22 ca tử vong. 5 tháng đầu năm 2020, dù có thời điểm xã hội thực hiện lệnh giãn cách để phòng tránh dịch bệnh COVID-19, số vụ ngộ độc thực phẩm không ngừng gia tăng, tăng 11 vụ, tương đương 29,7%, số người mắc tăng 18 người, số vụ tử vong tăng 17 người so với năm 2019. Đa số các vụ ngộ độc tập thể này tập trung tại các trung tâm hội nghị, tiệc cưới, khu công nghiệp, đặc biệt các vụ ngộ độc thực phẩm tại các trường học xảy ra ngày càng nhiều. Những hình ảnh thực tế khiến ta phải rùng mình, e ngại. Thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, được bày bán, tiêu thụ khắp mọi nơi. Các chất độc hại như thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, các loại thuốc tăng trọng, chất bảo quản, chất chống ẩm mốc được sử dụng tràn lan, không đúng liều lượng, thời gian quy định. Ở đâu có thực phẩm, ở đó có chất độc hại. Nhiều cơ sở chế biến không thực hiện đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ các lò giết mổ gia súc đến các cơ sở chế biến thực phẩm đều bẩn đến mức không thể bẩn hơn. Công nghệ chế biến ngày càng tinh vi với hàng loạt các sản phẩm phụ gia như chất tạo màu, chất làm tươi thực phẩm. Hậu quả thì ai cũng thấy, tiêu chảy cấp, buồn nôn, ung thư, âm thầm đau đớn, thậm chí tử vong. Có thể nói chưa bao giờ con đường từ dạ dày đến nghĩa trang lại trở nên ngắn và dễ dàng đến thế. An toàn thực phẩm, bài toán muôn đời dành cho mỗi người, cho toàn xã hội và cho mọi quốc gia. Rất nhiều quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ, vân vân. Thế nhưng không phải ai cũng quan tâm. An toàn thực phẩm từ quy định của pháp luật thôi là chưa đủ. An toàn thực phẩm, bài toán của lương tâm và trách nhiệm. Có một ngôi trường đã thực hiện rất tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học suốt 24 năm qua. Hội đồng quản trị nhà trường đã nhận thức rõ bên cạnh việc dạy chữ, dạy người là trọng tâm, việc đảm bảo an toàn trường học cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu để xây dựng trường Ngô Thời Nhiệm thành một học hiệu có chất lượng, uy tín, phát triển bền vững. Trong phạm vi trường học, ban giám hiệu nhận thức giáo dục tuyên truyền, kiến thức pháp luật an toàn thực phẩm là biện pháp khả thi, bền vững và có hiệu quả lâu dài nhất. Các buổi ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ về chủ đề vệ sinh an toàn thực phẩm do Tổ Giáo dục Công dân, Bộ phận Y tế nhà trường hoặc Tổ Sinh học đảm nhiệm đã phổ biến rộng rãi kiến thức luật an toàn thực phẩm tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là học sinh của nhà trường. Những buổi ngoại khóa tại công xưởng, nhà máy, xí nghiệp giúp học sinh trường Ngô Thời Nhiệm hiểu thêm quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như có được những kỹ năng lựa chọn và sử dụng các loại thực phẩm sạch cho bản thân và gia đình mình. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học với trường Ngô Thời Nhiệm đó không phải là lý thuyết suông mà còn là hành động thiết thực, cụ thể. Nhà trường đã thành lập ban an toàn thực phẩm, từng hợp đồng mua thực phẩm cũng được hội đồng quản trị quan tâm. Bếp ăn của trường hiện đại phục vụ giáo viên học sinh các bữa ăn trong trường nhằm hạn chế sử dụng đồ ăn không rõ nguồn gốc từ bên ngoài. Vườn rau của nhà trường cung cấp rau sạch cho giáo viên và học sinh trong toàn hệ thống. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, trách nhiệm và tầm nhìn của người đứng đầu cơ quan rất quan trọng. Hội đồng quản trị trường Ngô Thời Nhiệm luôn chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm một cách thường xuyên, nghiêm ngặt và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, bộ phận y tế cũng giữ vai trò quan trọng không kém. Để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bộ phận y tế được hội đồng quản trị, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo phải kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng thực phẩm được đưa vào nhà trường đến việc thực hiện các khâu vệ sinh an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến như mẫu thực phẩm và đặc biệt là chất lượng các món ăn phải đảm bảo sạch, ngon và dinh dưỡng đủ. Trường Ngô Thời Nhiệm đã phát huy vai trò, chức năng của lực lượng bảo vệ nhằm chung tay kiểm soát thực phẩm an toàn cho nhà trường. Được sự chỉ đạo của hội đồng quản trị, ban giám hiệu nhà trường, bộ phận bảo vệ của trường Ngô Thời Nhiệm luôn xác định hai mục tiêu song song đó là an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm. Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, các chú có nhiệm vụ quản lý chặt chẽ lượng thực phẩm được đưa vào trường. Tất cả đồ ăn của cán bộ, giáo viên, công nhân viên đem vào trường phải khai báo nguồn gốc và phải xác nhận vào sổ theo dõi thực phẩm hàng ngày. Quan trọng nhất vẫn là học sinh,
Trên 6.000 học sinh trường Ngô Thị Nhiệm luôn có ý thức trách nhiệm thực hiện quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn học sinh này vì trễ giờ nên chưa kịp ăn sáng ở nhà, nhưng đã vứt ổ bánh mì mới mua vội bên đường vào sọt rác. Họ ra mới biết ổ bánh mì đã hết hạn sử dụng. Khi được hỏi tại sao chọn vứt đi mà không mang trả lại cho quán, bạn bảo sợ chủ quán vô tâm lại bán cho người khác. Thế đấy, vệ sinh an toàn thực phẩm từ trong ý thức mà ra. Học sinh trường Ngô Thị Nhiệm chúng tôi tự hào về điều này. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhà trường luôn có ý thức xây dựng trường học an toàn. Đó chính là thứ vũ khí lợi hại nhất để trường Ngô Thời Nhiệm, là trường học không chỉ xanh, sạch, đẹp mà còn an toàn, bền vững, khiến phụ huynh và học sinh an tâm. Ẩm thực không chỉ là một nhu cầu, đó còn là một nét đẹp văn hóa và cả văn minh con người. Con người không chỉ ăn no, ăn ngon mà còn phải ăn sạch nữa. Vệ sinh an toàn thực phẩm, bài toán không đơn thuần phải giải bằng quy định nghiêm khắc của pháp luật. Đáp án chính xác nhất của bài toán vệ sinh an toàn thực phẩm nằm ở lương tâm và trách nhiệm của mọi người. Thực phẩm chỉ sạch khi có lương tâm sạch, an toàn chỉ có khi mỗi chúng ta có ý thức về sự an toàn đúng nghĩa. Chúng tôi luôn tin và hy vọng rằng còn nhiều ngôi trường khác cũng như trường Ngô Thị Nhiệm đã, đang và sẽ thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, giúp cho giáo viên, nhân viên và học sinh có sức khỏe tốt để an tâm công tác. An toàn thực phẩm, đó không chỉ là sự đảm bảo tính mạng con người, mà còn là sự sống còn của giống nòi và phồn vinh của đất nước. Muốn cho ít nước lợi nhà, an toàn thực phẩm phải là việc chung.